Chú ý, tin cập nhật mới nhất về luật di trú Mỹ. Từ 2017, luật di trú nhập cư định cư tại Hoa Kỳ sẽ có nhiều thay đổi và nhiều hạn chế dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hãy tận dụng cơ hội này để giúp thân nhân quý vị có visa và định cư tại Mỹ nhanh nhất qua các diễn đầu tư EB3, EB5, du học hay bảo lãnh. Tổ hợp luật sư Premier International Law Group với đội ngũ luật sư lâu năm chuyên nghiệp về luật di trú chắc chắn sẽ giúp quý vị rút ngắn thời gian, rút ngắn khoảng cách. 888-202-2042 hoặc 714-254-5166. Đức Tiến xin kính chào quý vị và mời quý vị đến với chương trình Talk Show của văn phòng luật sư Premier International Law Group. Tôi là luật sư Đoàn Đào, tổng giám đốc của tổ hợp luật sư Premier International Law Group. Dạ, mời chị Hồng ạ. Chào quý vị khán giả của đài, tôi là người tư vấn cho cái văn phòng luật sư Đoàn Đào. Dạ vâng, đó là Trần Khang. Xin kính chào quý khán giả, tôi là Khang Nguyễn, là khách của văn phòng luật sư Premier International Law Group. Luật sư vừa mới chia sẻ là giúp cho một số các trường hợp, đó là các du học sinh có thể chuyển cái tình trạng di trú của mình sang gọi là thường trú nhân. Thì ở đây chúng ta thấy có bạn Khang Nguyễn. Trước tiên là anh xin được chúc mừng em vừa mới có thẻ xanh nha, một điều rất là hạnh phúc được lan tỏa trên em. Em chia sẻ là em biết đến văn phòng luật sư Đoàn Đào như thế nào và em ở Mỹ bao lâu rồi? Em qua Mỹ thì tính tới hiện tại thì cũng gần 10 năm rồi. Wow. Dạ. Em qua theo dạng du học sinh. Thì trong một lần vào cuối khoảng giữa năm 2016, cuối năm 2016 thì em có coi một cái chương trình phát sóng quảng cáo của văn phòng luật sư và cái chương trình EB3 này. Thì em mới tò mò, em điện thoại thì gặp cô Hồng đây. Thì em mới biết đến được với cái chương trình này. Thì qua cái tư vấn thì coi như đã gặp Khang, thì sau đó nói hết cái chương trình như vậy. Thì em bắt đầu làm, thì bây giờ em vào cái chương trình thì chỉ là tư vấn thôi. Còn tất cả là luật sư sẽ lo cho em. Từ khi em mở hồ sơ tới ngày em đúc kết là coi như là trong vòng 12 tháng thì em sẽ có thể xâm thường chú nhân đầy đủ và có công ăn việc làm luôn. Kết quả xong rồi, em có đi làm xong rồi em có thẻ xanh luôn. Bây giờ đầy đủ được điều kiện là do luật sư làm. Thì tất cả cái này là tư vấn thôi. Qua đó là luật sư lo toàn bộ cho Khang. Thì luật sư có thể nói cụ thể, một người là chỉ là du học sinh ở Mỹ và một người thường trú nhân ở Mỹ thì có những cái khác biệt gì về cái tình trạng nhà của họ và cũng như lợi ích của họ? Dạ vâng. Trước tiên chúng tôi muốn tổng kết cái chương trình thưa Đức Tiến, tức là ở đây cái chương trình chúng tôi làm đó là tất cả những em nào là du học sinh và đang ở Mỹ tạm thời. Sau đó đó, cái chương trình du học sinh đó là một khi các em học xong các em phải đi về xứ. Thì ở đây chúng tôi có những cái đại công ty, họ đứng ra họ sẽ bảo trợ cho những em này, và qua cái sự bảo trợ của họ đó, những em này sẽ được trở thành green card, là thường trú nhân. Và sau 5 năm đó, khi các em có green card xong đó thì các em sẽ được vào công dân Hoa Kỳ. Thì nói căn bản là cái sự khác biệt giữa cái dạng du học sinh với cái dạng thường trú nhân đó là thường trú nhân cho phép mình ở Mỹ vĩnh viễn. Cứ mỗi năm là mình renew cái permanent residency thẻ của mình. Và sau 5 năm mình có thể mình vào di trú, rồi cũng như là mình có thể mình bảo trợ những gia đình vừa qua. Thì chúng tôi muốn em Khang cho quý vị khán giả thấy là cái thẻ xanh của em. Đây là thẻ xanh tôi vừa nhận được. Rất là chúc mừng em. Như vậy là Khang cũng biết là trước khi mình chưa được cái thẻ xanh này là mình phải đi học cũng và nó tốn kém tiền chi phí, đúng không? Rất nhiều thứ khác. Nhưng mà từ ngày có thẻ xanh thì theo em được là luật sư tư vấn thì em biết là em có được những quyền lợi gì? Em sẽ được những cái quyền lợi mà như một người công dân Mỹ có được, là đi học rẻ hơn, thậm chí là có thể mượn tiền học, được bảo hiểm sức khỏe, y tế, và nhiều thứ khác. Nói tóm lại là công dân Mỹ được cái gì em cũng có được những quyền lợi giống như vậy. Wow, rất là. Chị muốn bổ sung gì thêm không ạ? Thưa chị. Bây giờ em là công dân Mỹ rồi. Em không có phải là cái người tạm trú, mà em cũng không phải là du học sinh. Em bây giờ em đã nhận thẻ xanh. Thì sau cái thẻ xanh này đó thì em sẽ 5 năm em được thi quốc tịch. Em là coi như quốc tịch là coi như em toàn quyền trên trên đất Mỹ. Cái thẻ xanh này là tạm để cho em là cái thường trú nhân.
Nhưng mà khi em quốc tịch rồi em đầy đủ hết. Nên cái thời gian không còn bao lâu nữa thì em sẽ thành thường chủ nhân vĩnh viễn, là coi như em là coi như là quốc tịch Mỹ luôn. Thì coi như sau đây thì coi như là làm được người nào thì cả một thế hệ cho tương lai cho cái người đó. Thành ra tất cả tôi rất là mừng khi mà luật sư làm cho bao nhiêu người được tới xứ Mỹ này là một cái vấn đề quan trọng lắm. Bao nhiêu người được ở đây không phải là dễ, mà được là cả thế hệ người ta được ở đây, là người ta được bao bao nhiêu việc để cho cả gia đình họ để chuyển đổi hết. Vậy đó, tôi mong là coi như em là một người là coi như sao bao nhiêu người luật sư đã làm được hết, thì coi như em là có một công dân Mỹ thì em được hưởng nhiều cái quyền lợi. Em ở bên này thì coi như là em cũng phải biết là cái người luật sư này rất là quan trọng với em, là cả cuộc đời thay đổi cho em. Thì bao nhiêu cái chuyện em là từ cái một du sinh không được gì hết, bây giờ em trở thành thường chủ nhân, em được tất cả giống như bao nhiêu người ở đây. Thì đó, mong em là coi như sau này em trở lên thì em phải suy nghĩ là cái người nào để lo cho em cái tương lai sau này. Dạ, dạ vâng, đúng như vậy, đúng như chị Hồng vừa chia sẻ chúng ta, như là một người đã có được thẻ xanh mà sau này sau 5 năm thì được quốc tịch, là em có được tất cả những quyền đầy đủ như người Mỹ thật thụ ở đây. Và mình nói cụ thể với nhau hơn, đó là em lãnh được ba mẹ em qua nè, rồi lãnh anh chị em qua nè, và thậm chí là lãnh cả người yêu, vợ em tương lai em nữa. Một điều rất là hạnh phúc, phải không thưa chị và anh? Tất cả ai mà muốn có một cái thẻ xanh qua quá trình rất là cực khổ của một người để lo cho mình. Mình là cái người tới đây mà không có cái người mà bảo trợ lo lắng á, cả một cái sự mệt mỏi. Mình học xong mình không có giấy tờ mình phải về nước. Rồi sự học của mình để về nước mình có làm được cái gì hay không? Ở đây là coi như cô Hồng chúc cho Khang được nhiều hạnh phúc trên cái lĩnh vực tương lai và lâu dài. Là ở đây có luật sư là cái người rất là gồng gánh cho Khang từ đó tới giờ. Bây giờ tới cả đời Khang có gia đình, có vợ, có con, tất cả thì đều do luật sư đón đạt. Chúc mừng cho Khang nha, một lần nữa rất là chúc mừng đến em. Và một lần nữa quý vị đang theo dõi chương trình talk show của văn phòng luật sư Premier International Thoroughbred với luật sư Đoan Đào. Mọi chi tiết mà quý vị có thể gọi về các số phone chúng tôi đang hiện trên màn hình là 888-202-2042 hoặc 714-254-5166. Chúng ta cũng sắp hết giờ rồi, trước khi chia tay mời luật sư Đoan Đào có lời kết. Dạ vâng, chúng tôi một lần nữa thành thật cảm ơn theo dõi của quý vị khán giả, cũng như là chúc mừng Khang đã được thẻ xanh và cái gia đình của Khang. Ở đây chúng tôi, như quý vị khán giả đã biết là cái tình hình ở trong nước ở Việt Nam rất là khó khăn, cũng như là nền kinh tế. Thế nên chúng tôi giúp được những sinh viên này, những du học sinh Việt Nam họ được ở Hoa Kỳ và cái tương lai họ rất là sáng lạn. Thành ra chúng tôi mong mỏi rằng có dịp để phục vụ những tất cả những em du học sinh nào mà có nhu cầu thì xin các em liên lạc với phòng học của chúng tôi. Dạ vâng, còn với Khang thì sao? Còn Khang có thể nói với tất cả những người bạn khác, những du học sinh khác mà cũng từng tình trạng giống như em, không có được thường trú nhân giờ, thì em muốn nói gì với các bạn đó? Em cảm thấy là luật sư Đoan Đào và cô Hồng và văn phòng Premier International Law Group, những người rất là tài giỏi và cũng như là rất là có nhiệt, rất là nhiệt tình, rất là có tâm với lại nghề. Thì bất cứ khi nào các bạn du học sinh hay là những người mà đang cần có một cái thẻ xanh ở lại Mỹ thì có thể liên lạc với lại văn phòng, bởi vì luật sư và cô Hồng là những người rất là giỏi trong về cái lĩnh vực này. Họ sẽ giúp cho các bạn một cách tốt nhất. Dạ vâng, một lần nữa xin được chúc mừng đến với Khang Nguyễn đã chính thức đã có là thường chủ nhân của Hoa Kỳ. Cũng giống như lời của cô Hồng đã chia sẻ, chúc em sẽ được thành công trên đất nước Mỹ này và sẽ sớm đoàn tụ với gia đình của mình và lãnh cho tất cả người yêu thương mình cùng sống trên đất Mỹ này. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị dành thời gian theo dõi chương trình talk show của văn phòng luật sư Đoan Đào. Và mọi chi tiết mời quý vị có thể gọi về các số phone của chúng tôi đang hiện trên màn hình, đó là 888-202-2042 hoặc
714-254-5166. Quý vị cũng thể truy cập vào website www.premierinternationallawgroup.com. Đến đây thì cùng với luật sư Đoan Đào, cùng với chị Hồng và cùng với Khang Nguyễn và Đức Tiến. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi là luật sư Đoan Đào và tổ hợp luật sư Premier International Law Group, chuyên về phá sản, trên 30 năm kinh nghiệm, chuyên xóa hết tất cả loại nợ personal và business bankruptcy, nợ thẻ tín dụng, xóa nợ equity, nợ nhì hay nợ ba nhà và giữ nhà chapter 13, nợ thua bài bạc casino makers, mọi loại judicial judgment và home lien, nợ kiện tụng sau khi bị thu hồi hoặc kéo nhà, repossession hay foreclosure debt, nợ kiện tụng và hủy bỏ hợp đồng nhà, tiệm và xe, breach of contract debt, đụng xe với bất cẩn, tịch thu bằng lái xe, motion á sản khẩn cấp, emergency filing khi nhà sắp bị foreclosure, wage garnishment và bank levy. Xin quý vị liên lạc chúng tôi 888-202-2042, 888-202-2042. Ngọc Thanh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và Di trú cùng với tổ hợp luật sư Việt Mỹ Premier International Law Group. Và hôm nay Ngọc Thanh có được cơ hội cùng trò chuyện với luật sư, đó là người tổng giám đốc cũng như là người điều hành của Premier International Law Group, đó là luật sư Đoan Đào. Ngọc Thanh xin chào luật sư. Chào Ngọc Thanh, chào khán thính giả của đài. Và kính thưa quý vị, với Premier International Law Group thì quý vị đã rất là quen thuộc trong những vấn đề đầu tư cũng như là di trú EB3, EB5. Thì hôm nay Ngọc Thanh có một vài câu hỏi với luật sư liên quan đến những quý vị nào mà đang ở tại Hoa Kỳ này, nhưng mà trong những cái trường hợp nào đó giấy tờ bây giờ đã quá hạn rồi, mà bây giờ đi về Việt Nam thì lại không đi qua Mỹ, đi trở lại Hoa Kỳ này được. Thì văn phòng mình có những cái phương án nào để giúp cho những người này không, xin thưa luật sư? Kính thưa khán giả của đài, chúng tôi hân hạnh được cho quý vị biết rằng văn phòng chúng tôi có rất là nhiều nhân viên và cựu nhân viên trước kia của sở ICE cũng như là của cơ quan di trú khác, và chúng tôi có một cái khả năng đặc biệt là nếu mà quý vị đã qua Mỹ, chẳng hạn như qua dạng visa tham quan, chẳng hạn như B1, hay là quý vị qua, ngay cả quý vị ở đây qua cái dạng du học sinh, hay là quý vị qua đây qua dạng hôn phu hôn thê, vân 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 vân, mà bất cứ lý do nào đó mà quý vị những cái visa quý vị hết hạn, hay là quý vị có những cái vấn đề khó khăn mà bây giờ quý vị ở trong cái tình trạng mà có thể nói là không hợp pháp đối với sở di trú, thì những nhân viên của văn phòng chúng tôi với trên 30 năm kinh nghiệm có những cái phương án và có thể giúp quý vị thành công và ở lại Mỹ, cũng như là vẫn có khả năng đi làm và ở đây trong gần như là vĩnh viễn. Trong cái thời gian đó quý vị nào là được đi làm, nào là có những quyền lợi khác của người thường trú, không phải là thường trú nhân nhưng mà gần như là thường trú nhân, chúng tôi có giải quyết những vấn đề đó qua những cái thủ tục của tòa án immigration, tức là tòa án di trú. Xin thưa luật sư, trong một cái trường hợp Ngọc Thanh có quen biết với một đứa em này đang là du học sinh ở tại Hoa Kỳ này, ở ngay tại quận Cam, nhưng mà trong những cái vấn đề giấy tờ như thế nào đó em đã nộp trễ, thì bây giờ sở di trú không cho em cái visa mà gọi là du học sinh nữa, thì luật sư có thể giúp trong những cái chương trình này là khiếu nại hay là appeal như thế nào để em có thể tiếp tục cuộc học vấn của em hay không? Bình thường đó là một khi mà quý vị đã ở Hoa Kỳ rồi đó, thì luôn luôn là cái luật bộ di trú đó nó cho phép quý vị một cái danh từ nó gọi là due process. Due process có nghĩa là bất cứ một cái quyết định nào bởi những cái sĩ quan di trú hay là những cái tòa án di trú, thì quý vị có một cái thời gian quyết định để quý vị kháng án. Thường thường ở đây là quý vị nên liên lạc gấp với văn phòng để chúng tôi kháng án cho quý vị. Thường thường đó là họ cho quý vị có thể nói là trong vòng 30 ngày thì quý vị phải nộp một cái giấy tờ với tòa án immigration, là báo tin là quý vị có dự tính để quý vị kháng án. Rồi sau đó chúng tôi có phải nộp giấy tờ lên, và có thể nói là thường thường ở trong những cái tình trạng như đáng tiếc như là bé học sinh nói trên đó, là có thể nói là chúng tôi giải quyết rất là thành công, là bởi vì hầu hết những cái trường hợp này là qua những cái sự bất cẩn này kia của học sinh.
thì rất tiếc là cho cô bé đó hay là cái cậu bé đó bị mất cái quy chế du học sinh, nhưng mà nếu mà làm đúng cái thời hạn thì vẫn có thể lấy lại được. Xin quý vị cứ liên lạc với phòng phòng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị đang có những cái trường hợp như là Ngọc Thanh vừa mới trình bày, những em học sinh đang ở tại Hoa Kỳ này nhưng mà vì những cái vấn đề nào đó em đã nộp giấy tờ trễ và không được sở di trú chấp nhận cho em visa để tiếp tục đi học nữa, hay là những quý vị nào đang ở tại Hoa Kỳ trong cái vấn đề du lịch mà bây giờ quý vị đã quên cái thời hạn cái visa của mình rồi, visa đã hết hạn, thì xin quý vị cũng liên lạc với luật sư. Đây là văn phòng Premier International Law Group với số điện thoại là 888-202-2042 để luật sư cùng với tổ hợp luật sư có thể giúp cho quý vị kháng án cũng như là lấy lại những cái giấy tờ, những cái quyền của quý vị có thể ở lại đây, tiếp tục ở lại đây. Và xin thưa luật sư Ngọc Thanh, còn có một cái vấn đề này nữa, như là có một cái trường hợp em này đã đến Hoa Kỳ trong cái diện hôn thê và đã được 2 năm thẻ xanh, nhưng mà sau đó thì em đã ly dị và em đã dời đi tư bang khác, em không nhận được những cái giấy tờ để renew cái thẻ xanh của mình, thì bây giờ đã quá 5 năm thì em có thể nào xin cái thẻ xanh khác hay là appeal như thế nào, có khó khăn lắm không luật sư? Ở đây chúng tôi có thụ lý rất là nhiều hồ sơ liên quan tới những cái dạng hôn phu hôn thê, và có thể nói là rất là đáng tiếc trong cộng đồng Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái hồ sơ mà có thể nói là vì lý do nào đó, và có một số hồ sơ liên quan tới chẳng hạn như bạo lực trong gia đình vân 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 vân, thì cái người phố ngẫu đó không thể tiếp tục ở chung với cái người chồng của mình mà khi mà mình lập hồ sơ, thì ở đây chúng tôi có thể nói là xác suất thành công của tôi cũng trên 90% là những cái hồ sơ như vậy chúng tôi có thể xin những cái miễn lệ cho những cái quý vị như vậy, thì quý vị có quyền ở lại Hoa Kỳ mặc dù cái người có thể nói là hôn thê của quý vị không đồng ý xúc tiến những cái hồ sơ như là lúc mà bắt đầu những hồ sơ như vậy. Nói tổng quát đó là quý vị phải liên lạc với văn phòng chúng tôi để chúng tôi giúp cho quý vị càng sớm càng tốt, là bởi vì thường thường tất cả những cái luật di trú nó đều có những cái thời hạn mà quý vị càng để lâu đó, chẳng hạn như trong cái trường hợp của cô này càng để trên 5 năm đó, thì cái xác suất mà thành công để kháng án hay là để xin lại những giấy tờ của quý vị nó càng khó khăn và càng tốn kém nhiều hơn cho quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, văn phòng luật sư Premier International Law Group chuyên về vấn đề di trú cũng như là đầu tư, cho nên nếu mà quý vị có những vấn đề liên quan đến sở di trú như là thẻ xanh mình đã hết hạn và bây giờ không biết làm cách nào để có thể renew lại hay là để xin thẻ xanh 10 năm, và những quý vị nào trong có một trường hợp nào đó mà đã có thể nói là đã violate những cái luật của sở di trú khi đang có mặt ở tại Hoa Kỳ mà bây giờ không có được visa lại hay là không có tiếp tục đi học trong cái chương trình du học, thì xin quý vị cũng liên lạc với văn phòng luật sư. Luật sư có thể giúp cho quý vị kháng án cũng như là xin quý vị để có được cái visa trở lại để tiếp tục cái con đường học vấn của mình. Xin thưa luật sư, thì cái chi phí chắc là nó cũng tùy cái trường hợp hả luật sư? Dạ đúng vậy, thì tùy theo cái những cái vi phạm mà đã xảy ra là những vi phạm gì, hoặc là quý vị có những cái tiền án tiền sự hay là không, vân vân. Mỗi trường hợp nó khác biệt với nhau, nhưng mà chúng tôi cái phương thức làm việc của chúng tôi là chúng tôi lúc nào cũng muốn giúp đỡ quý vị, thành ra quý vị cứ liên lạc với văn phòng chúng tôi để có sự giúp đỡ của luật sư. Vâng, xin quý vị liên lạc với luật sư qua số điện thoại là 888-202-2042 cũng như là 714-254-5166, và quý vị có thể lên trang nhà của văn phòng Premier International Law Group, đó là premierinternationallawgroup.com để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến di trú cũng như là đầu tư. Và một lần nữa Ngọc Thanh cũng xin cảm ơn luật sư đã đến với chương trình và xin cảm ơn quý khán thính giả. Dạ vâng, và quý vị cũng có thể xem những cái show cũ của chúng tôi bài lên cái YouTube và tìm luật sư Đoan Đào, show của luật sư Đoan Đào. Cảm ơn khán thính giả của đài. Chúng tôi là tổ hợp luật sư Premier International Law Group và luật sư Đoan Đào. Chúng tôi chuyên về luật phá sản Chapter 7, Chapter 13. Chúng tôi có thể chặn đứng tất cả những chủ nợ phiền nhiễu đến cá nhân, gia đình hay sở làm của quý vị. Chúng tôi sẽ bảo vệ tài sản cá nhân, gia đình, xe cộ, nhà cửa, cơ sở thương mại, lương bổng,
và quỹ hưu trí của quý vị. Xin quý vị liên lạc với phòng học chúng tôi. Số điện thoại là 888-202-2042, 888-202-2042.